đi chơi nè. Yeah. Rồi, tàu đến nào. Tàu dừng lại là chúng ta lên tàu nhá. Hello, Suga ơi. Hello. Rồi, đi lên tàu. Ở trên không có bàn đâu, trên không có bàn đâu, ngồi dưới đi nhá. Mình vô mình lấy cái bàn mình ngồi ra lát nữa tàu chạy thì mình muốn lát mình đi lên. Lên trên lấy cái bàn. Lên trên được không? Lên kia này. Trên cùng luôn. Lên kia không có tắt.
tay lên trên, thẳng tay lên trên cho khỏi rớt. Cho chắc, chắc. Ừ. Đang là trái mùa. Chí này đã hái được bao nhiêu đây? Đây là bao nhiêu? Một ký cherry và đang ngồi tầm dưỡng này. Cherry ngon không các sếp? Sếp ơi, ngon không sếp? Ui, đã quá ha, trải nghiệm khó quên ha. Quý khách VIP từ Việt Nam đi sang đây hái cherry nhá. Đây là vườn cây cherry. Hôm nay là cuối mùa rồi cho nên là trái thì nó không có còn nhiều đâu. Nhưng mà anh ta đi rất là nhanh. Ồ, hầu như không có khó khăn nào hết. Ồ, anh đã vượt chướng ngại vật thứ hai. Chướng ngại vật thứ ba đi cầu dĩ dắt. Wow, phải tập trung rất cao độ. Ồ, cái cầu đeo hình dĩ dắt. Nếu mà cẩn thận là rớt xuống đất này. Wow.
tiếp tục nào. Wow, và cuối cùng là được xuống. Yeah. Cái này là khác này.